Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay shop Nhật Việt xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới của shop Nhật, đó là đơn nặn Nendo. Đơn nặn cho bé, đồ chơi săn nặn tạo hình của Nhật Bản nội địa, làm từ bột mì, bột gạo, rất là đa dạng màu sắc, trẻ em có thể thỏa thích vui chơi và sáng tạo. Sản phẩm này khuyến khích tư duy, khả năng vận động trẻ để trẻ được phát triển về toàn diện này. Đây là sản phẩm của nhà sản xuất Karasuma Nhật Bản này, được chế tạo từ các thành phần hoàn toàn tự nhiên như là bột mì này, muối và nước, nên là rất an toàn cho bé. Theo ông Yuka Mori, người đã giải quán quân về tạo hình đất nặn Tokyo Generation năm 1996 thì đánh giá ấy, đất nặn Nendo đây là dòng sản phẩm có màu sắc đẹp và tính sáng tạo rất là cao. Ông đánh giá rất là cao về sản phẩm này. Này, tôi xin mở hộp cho bạn xem. Đấy, các bạn xem, sản phẩm có rất là nhiều màu, bé thỏa thích chọn, thích màu nào cũng được. Sản phẩm này không có hạn sử dụng này, mùi bột tự nhiên thơm nhẹ. Và nếu bột khô ấy, thì bạn có thể pha thêm nước và nặn tiếp được. Bao bì đóng gói bảo quản rất là chặt chẽ. Bộ đồ chơi đất nặn này là có thể phù hợp cho cả bé trai và bé gái đều chơi thoải mái hết. Đây là món quà giá trị sử dụng rất là cao, có thể tiết kiệm chi phí cho các bậc phụ huynh, bé chơi rất là thích. Đủ đa dạng các màu sắc luôn, từ những cái màu có sẵn này bạn có thể dạy bé phối hợp các màu khác nhau trộn lẫn vào nhau, nó sẽ tạo ra một những cái hình khác nhau theo bản color của các bé học ở trên lớp. Màu sắc rất sinh động. Từ những ngày bạn có thể hướng dẫn bé nặn từ các đồ vật như chim, thú, hoa, quả, đủ các loại hình, kích thích khả năng sáng tạo cho bé ấy. Đây, sản phẩm được đóng gói trong bao bì rất là đẹp, đóng gói rất là chắc chắn. Điều một đặc biệt khi bạn mua sản phẩm đất nặn Nendo cho bé nữa ở shop, đó là khi mua ấy, bạn sẽ được tặng kèm một khuôn mẫu đa dạng giúp bé nâng cao trí tưởng tượng. Đây, các khuôn của bé, từ cái khuôn này ấy, bé sẽ cho đất nặn vào đây tạo ra rất nhiều cái hình đặc sắc, có hình thú vật, hình ngôi nhà, hình bông hoa, hình ngôi sao, rất là nhiều. Giúp bé luyện tập khả năng tạo hình, luyện tập cho bé sự tập trung sáng tạo và sự khéo léo của đôi tay, rất là tiện lợi. Vừa được chơi, bé vừa được chơi vừa được học, bố mẹ cũng vui vẻ ngồi chơi với con cái. Đây là các màu rất là nhiều. Nếu bạn có nhu cầu mua bộ sản phẩm này thì bạn có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại 0983 131528. Bạn có thể gọi điện trực tiếp để chúng tôi tư vấn miễn phí 24/7. Xem bao bì, bằng tiếng Nhật đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo của shop.
Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay Shop Nhật Việt xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới của Shop Nhật, đó là đơn nặn Nendo. Đơn nặn cho bé, đồ chơi săn nặn tạo hình của Nhật Bản nội địa này. Làm từ bột mì, bột gạo. Đây là đa dạng màu sắc này. Trẻ em có thể khá thích vui chơi và sáng tạo này. Sản phẩm này khuyến khích tư duy, khả năng vận động trẻ để trẻ được phát triển về toàn diện này. Đây là sản phẩm của nhà sản xuất Agashima Nhật Bản này, được chế tạo từ các thành phần hoàn toàn tự nhiên như là bột mì này, muối và nước, nên là rất an toàn cho bé. Theo ông Yuka Mori, người đã giải quán quân về tạo hình đất nặn Tokyo Generation năm 1996 thì đánh giá ấy, đất nặn Nendo đây là dòng sản phẩm có màu sắc đẹp và tính sáng tạo rất là cao. Ông đánh giá rất là cao về sản phẩm này. Nay tôi xin mở hộp cho bạn xem. Đấy, các bạn xem, sản phẩm có rất là nhiều màu, bé thỏa thích chọn, thích màu nào cũng được. Sản phẩm này là không có hạn sử dụng này, mùi bột tự nhiên thơm nhẹ, và nếu bột khô ấy, thì bạn có thể pha thêm nước và nặn tiếp được. Bao bì đóng gói bảo quản rất là chặt chẽ. Bộ đồ chơi đất nặn này là có thể phù hợp cho cả bé trai và bé gái đều chơi thoải mái hết. Đây là món quà giá trị sử dụng rất là cao, có thể tiết kiệm chi phí cho các bậc phụ huynh, bé chơi rất là thích. Đủ đa dạng các màu sắc luôn, từ những cái màu có sẵn này bạn có thể dạy bé phối hợp các màu khác nhau, trộn lẫn vào nhau, nó sẽ tạo ra một những cái hình khác nhau theo bảng color của các bé học ở trên lớp. Màu sắc rất sinh động. Từ những ngày bạn có thể hướng dẫn bé nặn từ các đồ vật như chim, thú, hoa, quả, đủ các loại hình, kích thích khả năng sáng tạo của bé ấy. Đây, sản phẩm được đóng gói trong bao bì rất là đẹp, đóng gói rất là chắc chắn. Điều một đặc biệt khi bạn mua sản phẩm đất nặn Nendo cho bé nữa ở shop, đó là khi mua ấy bạn sẽ được tặng kèm một khuôn mẫu đa dạng, giúp bé nâng cao trí tưởng tượng. Đây, các khuôn của bé, từ khuôn này bé sẽ cho đất nặn vào đây, tạo ra rất nhiều cái hình đặc sắc, có hình thú vật, hình ngôi nhà, hình bông hoa, hình ngôi sao, rất là nhiều. Giúp bé luyện tập khả năng tạo hình, luyện tập cho bé sự tập trung sáng tạo và sự khéo léo của đôi tay, rất là tiện lợi. Vừa được chơi, bé vừa được chơi vừa được học, bố mẹ cũng vui vẻ ngồi chơi với con cái. Đây là các màu của sản phẩm, rất là nhiều. Nếu bạn có nhu cầu mua bộ sản phẩm này thì bạn có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại 0983 131528. Bạn có thể gọi điện trực tiếp để chúng tôi tư vấn miễn phí 24/7. Xem bao bì, bằng tính nhận đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong sản phẩm tiếp theo của shop.